A Di Đà Phật. Tiểu thí chủ đã khóc rồi à? Không có. Gió núi chỗ này quá lớn đi, bụi bặm bay vào trong mắt của tôi, tôi cảm thấy hơi khó chịu. Đến đây, hãy đi theo tôi. Anh đừng có tâm tư nghĩ bị bạ nữa. Anh tưởng nàng Tiểu Linh bỏ đi, anh bị thất tình rồi hay sao? Theo em thấy, từ trước giờ cô ta không để anh vào trong mắt. Cô bỏ đi, anh trước mặt em ghen tức bực mình như vậy, có ý nghĩa không? Bây giờ nếu anh mở lòng rộng rãi, người ta còn nói anh là người có nhân đạo. Dù sao đi nữa cô không trở về, cái bộ mặt của anh giống như là hồn phách lạc vậy. Đừng để cho người ta chê cười, có đáng hay không? Ê, anh lại than thở cái gì nữa? Đây là duyên phận của mỗi người. Sự thật đây là cưỡng cầu không có được đâu. Cô ta là một á đầu do mẹ em mang qua đây. Lỡ gia đình cô ta hỏi ra, em làm sao ăn nói như người ta chứ? Không có cách nào để mà nói với anh. Anh đã cưới vợ bé rồi, không lẽ anh còn muốn cưới thêm một người vợ nữa? Em lại nghĩ tới đâu nữa rồi? Em không biết. Anh mới vừa về tới nhà thì gặp phải cái chuyện này, cho nên không được vui vẻ. Không nói, không nói nữa. Đi ngủ đi. Được rồi, anh vẫn còn ở nhà, hãy ở nhà với bà vợ mặt vàng của anh đi. Chuyện gì? Tôi muốn kiếm người. Tìm ai? Tìm một cô gái. Tên là gì? Kim Tiểu Linh. Tuổi? 20. Quan hệ? Bạn bè? Ở không, người làm của nhà chúng tôi. Nhà của ông? Nhà của ông thế nào? Kim Toàn Gia. Thì đó là nhà của tâm lý. Ông là thứ gia hả? Hèn chi nhìn mặt quen lắm. Xin mời dùng nước. Có thể giúp tôi chuyện này không? Dạ được, đương nhiên được chứ. Có phải hoàng đó đẳng cấp gia tài của ông hay không? Trong vòng nửa ngày nhất định tôi sẽ bắt đem về đây cho ông. Không phải, cổ là một người tốt. Dạ tôi biết. Có lẽ là bạn tốt của thiếu gia hả? Kim kiếm người thì kiếm người đi, đừng có hỏi nhiều chuyện bậy bạ. Dạ thiếu gia. Mỗi người có mỗi duyên phận, để cổ đi đi. Chuyện này đối với Tiểu Linh, bao nhiêu năm nay Kim gia chưa từng mắng chửi cổ một câu. Thật không ngờ cô ta cũng có chút động tâm. Ngược lại cô đối với tên họ Liễu đó mới gặp có mấy lần thì đã hẹn ước bạc đầu. Thôi cứ để cổ đi đi. Nói như vậy, con người không có lương tâm, dù cho móc trái tim ra cho cổ nhưng vẫn uổng công. Nhưng cô bây giờ lo lắng cho Phùng Cử, trong lòng hắn cứ mãi mang lòng thắc mắc bâng khuâng. Không lẽ hắn muốn cưới Tiểu Linh hay sao? Bây giờ con mới dám nói, Phụng Cử cứ mãi ghi nhớ hình bóng của Tiểu Linh. Tiểu Linh bỏ đi, có thể cũng vì nguyên nhân này. Cái đồ khốn kiếp này, không làm chuyện đàng hoàng, cứ mãi làm những chuyện không có ra gì. Cũng may Tiểu Linh nó đã bỏ đi, nếu không không biết quậy phá ra cái chuyện gì nữa đây. Nói như vậy, sự ra đi của Tiểu Linh là chuyện xấu, nhưng đã trở thành chuyện tốt. Nè Thất Đệ, đợi một chút. Đệ ca. Lát nữa vào trong, đừng có nói là gặp anh. Vậy cũng đừng nói là anh ngồi xe đi hả? Có bí mật gì mà không thể nói cho người ta biết chứ? Anh không có nói, dĩ nhiên có đạo lý của anh. Xin em đừng có xen vào chuyện này nữa. Đệ ca, em không muốn xen vào chuyện của anh, nhưng mà anh nhìn lại đại tẩu đi. Bà có thai rồi, có đúng không? Đúng, nên anh phải có trách nhiệm. Còn nữa, tại sao Tiểu Linh lại bỏ đi? Cô ta bỏ đi không quan hệ tới anh. Đệ ca, em luôn luôn kính trọng và che chở cho anh, nhưng anh làm gì đây? Sao anh làm ra mấy chuyện đó? Thất Đệ, đừng có nói bậy nha. Nói chuyện phải có căn cứ đàng hoàng, đừng có nghe đại tẩu nói chuyện hồ đồ. Là dìm nghe Tiểu Linh nói, chuyện này có sai không? Hôm nay tại sao lại muốn giấu quấn anh nữa?
Đại ca, em cảm thấy anh đã thay đổi. Có nhiều khi em không nhận ra nữa. Em chỉ biết nói là em không hiểu anh. Thôi lo cho bản thân của mình đi là được rồi. Như vậy đêm nay anh lại không về nhà nữa hả? Nhất định là anh lại đi với người đàn bà không ra gì kia, có đúng không? Có một số việc em không hiểu. Chứ khi nào em kết hôn rồi em hoàn toàn sẽ hiểu. Kim Yên, Kim Yên. Kim Gia. Kim Yên. Kim Gia. Kim Yên. Súc sinh. Kim Yên là súc sinh. Kim đại ca. Là cô Tiểu Hồng hả? Áo quần con đã giặt sạch rồi nè. Được, tốt lắm. Cô càng ngày càng lanh lẹ. Hay dạ, bàn tay của cô thon nhỏ nè, đã bị công việc làm hư hết rồi. Để tôi thoa bóp cho cô nha. Kim đại ca, ông đừng có như vậy mà. Đâu có sao chứ. Ông đừng có làm như vậy mà ông à. Kim Vinh. Thất già, thất già, thất già. Còn két còn nó đói bụng rồi, tôi đi lấy đồ ăn cho nó ăn nha. Cho nó ăn cái gì? Cái này nè. Tới đâu hay không? Dạ không. Tôi thấy ông đói bụng thì đúng hơn. Mau đi chuẩn bị xe đi. Dạ thất già. Thất già, tại sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi tới công viên ngồi? Thì tâm tình không được vui. Tại sao vậy? Có phải làm gì của Lãnh Tiểu Thơ của nhà các ông? Sự thật con người của Lãnh Tiểu Thơ cũng khá lắm, vừa có học thức, vừa thông minh dễ thương, con người rất là thiện lương. Chỉ là gia cảnh hơi bình thường một chút thôi. Cô đói bụng chưa? Cô muốn ăn cái gì? Anh coi kìa, ai tới rồi kìa. Ê, ê, sao cô ta lại bỏ đi? Tôi hỏi cô ăn cái gì. Anh quyết định đi. Tàu tẩu, chúng ta về nhà ăn cơm đi. Em mời chị. Khi không là mời chị đi ăn cơm để làm gì? Người ta đang ngồi đó ăn cơm chọc tức chúng ta. Không lẽ chúng ta không ăn nổi bữa cơm hay sao? Cô em nói kìa, tại sao lại nói ra những lời này? Thật là tính tình con nít. Chưa chắc Yến Tỳ thiếu gia đã biết chúng ta còn ở trong công viên này vẫn chưa về. Giả lại, nếu muốn đãi khách thì tốt hơn. Còn nếu người ta đãi ổng, chúng ta đi chuyến này, để ông tiếp đãi chúng ta tốt hay là ông không tiếp đãi chúng ta thì sao? Hay là chúng ta đi đi, nếu đứng mãi chỗ này thì cảm thấy rất là khó chịu. Tẩu tẩu, chưa có hắn chọc tức người ta kìa. Theo chị thấy, em không hiểu thấu đàn ông đâu. Người đàn ông cần thiết đó là tự trọng. Giả lại, cần phải để cho người ta tôn trọng hắn đủ điều. Tại sao? Tại sao hả? Bởi vì họ là đàn ông. Đàn ông? Ông tìm ai? Ê, Liễu Xuân Giang, anh có phải là người không? Thất thiếu gia, sao mình tới chỗ này? Kia cửa ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với anh. Nhận thuốc đúng về. Cảm ơn. Nè, mời ngồi. Anh không hỏi thăm Tiểu Linh hả? Tiểu Linh thế nào? Không phải hai người đi chung với nhau sao? Đi. Đi đâu chứ?
Không phải Tiểu Linh nói anh dẫn cổ đi trốn mà. Bỏ trốn? Chúng tôi đã nghĩ như vậy, nhưng mà chúng tôi không có làm. Hèn chi, hai ngày nay tôi giết theo cho cổ, nhưng mà lại không thấy hồi âm. Cho tôi biết cô ở đấy đâu vậy? Anh hỏi tôi? Tôi cũng đang muốn hỏi anh nè. Hôm lễ trung thu, Tiểu Linh về cô nói là cô đã gây họa. Cô nói cô đã nhìn thấy Lâm Tiểu Thơ của anh. Tôi hỏi anh, Lâm Tiểu Thơ là người nào? Ai là Lâm Tiểu Thơ của anh? Nói mau! Vậy thì để tôi nói cho anh biết. Tiểu Linh vì sợ gia đình của anh tới gia đình của tôi kiếm chuyện, cho nên cô bỏ đi. Bây giờ anh hỏi ngược lại tôi, anh giả khờ hả? Cho tôi biết, Tiểu Linh đi chỗ nào vậy? Nói tôi biết đi. Tôi làm sao biết được? Tiểu Linh, em ở chỗ nào chứ? Người đâu? Hôm nay sao về sớm vậy? Trong phòng bệnh không có người bệnh hay sao? Nè, mấy em này có tới Tiểu Linh đi không? Không có. Hai ngày nay mỗi ngày em đều đứng chờ ở cửa, cô ta không có tới. Nếu muốn em sẽ đi tới tìm cổ. Làm gì đi, đừng có làm phiền nữa. Không có phiền phức chút nào cả. Em không phiền nhưng mà anh phiền. Anh muốn ngồi đây yên tĩnh chút. Anh đừng có đau buồn nữa, em sẽ tìm cổ gì để cho anh là được rồi. Đi đâu mà tìm hả? Căn nhà lần trước đó em vẫn còn nhớ. Cổ đó còn ở chỗ đó nữa. Không có hả? Nhưng mà đó là nhà của cổ. Cổ không ở đó thì ở đâu? Đó không phải là nhà cổ. Cổ chỉ là hoàng thôi. Chỉ là hoàng có biết không? Người ta đang sống tốt lạnh vậy, đã bị em làm nữa ra khỏi nhà rồi. Cô ta bắt kinh này không có thân tích gì, bây giờ không nên nương tựa. Sau này chắc là phải lưu lãng ngoài đường thôi. Không có thân thích, có thể muốn phòng ngủ, tại sao phải lưu lạc ở ngoài đường? Phòng ngủ? Cô ta chính là một a hoàng, làm gì có tiền để mướn phòng ngủ đây hả? Đâu có giống như em chứ. Thiên kim đại tiểu thư gì vậy? Em đi tìm cổ. Bây giờ em đi đâu mà tìm hả? Đi ra ngoài đường tìm. Đường nào? Em sẽ đi tìm góc một đường cắt ngõ hẻm. Chân của em bị như vậy làm sao mà đi hết con đường này chứ hả? Em khỏe rồi, anh coi. Hay em thiệt là phiền. Vậy kia phải làm sao? Tránh ra. Đứng lại. Tôi đi tìm. Đại tổ, em có chuyện muốn kiếm chị. Em đã gặp Liễu công tử rồi. Liễu công tử? Liễu công tử nào đây? Liễu Xuân Giang của Tiểu Linh. Nói bậy, ổng đã dẫn bỏ Tiểu Linh đi rồi. Em nhìn thấy ổng, vậy còn Tiểu Linh thì sao? Hôm qua em tới phòng mạch của ổng và để gặp ổng. Em có hỏi ổng, thì ra ổng không biết Tiểu Linh đã rời khỏi nhà hội kim mình. Trời ơi, vậy một mình Tiểu Linh nó bỏ chạy đi đâu rồi? Em cũng đang lo lắm. Cái chuyện này khoan hãy kinh động trong nhà, chúng ta hãy đi tìm khắp nơi. Cái cô gái tội nghiệp này. Chị à, chị đừng nóng ruột. Em nghĩ Lý Xuân Giang chắc cũng đang đi kiếm cổ. Nhưng mà thành phố Bắc Kinh lớn như vậy, biết đâu mà tìm đây. Đã đau liệt cường, đã đau liệt cường, trừ bao quân, trừ bao quân. Chúng ta phải làm chủ nhân, chúng ta phải làm chủ nhân. Tề đoàn ca, tề quan ca. Cái đám học sinh này ở bên cạnh ca hát suốt cả ngày, nhưng bọn họ vẫn còn cảm thấy mệt. Nhưng mà họ ca rất là hay đó. Lần này thì tốt rồi, thị xã đã trở thành một cơ sở hoạt động phản đối chính phủ của học sinh. Cũng chưa biết là thất gia ông có biết hay không. Trước lễ trung thu, hắn đã giao nhà này lại cho chị của hắn. Nói là vì muốn tiết kiệm tiền. Con người có tiền, tại sao lại thiếu tiền nữa? Chị cũng nghĩ như vậy. Ai mà biết trong đó có chuyện gì. Thế, con qua đó xem thử. Xem cái gì? Cậu nói cho con biết nha,
thất gia không ở đó. Con đừng có đi theo cái đám học sinh mù đó nghe chưa? Con biết rồi. Đừng có đây. Lục tỷ, các người đang làm gì vậy? Các em chưa biết sao, lãnh thổ Trung Quốc sắp sửa bị bọn người Tây đó ăn cắp hết rồi. Chuyện này đã làm cho học sinh phẫn nộ. Gần đây, các học sinh của các đại diện học có thể sẽ có hành động lớn lao. Đại sinh viên toàn quốc đối với đường kim chính phủ này đã đưa ra vấn đề chủ quyền, đề ra kháng nghị và đòi hỏi. Đòi hỏi cái gì? Lên tiếng đòi hỏi chính phủ. Chủ quyền Trung Quốc không thể lơ là. Trung Quốc sẽ hướng về đâu? Thầy Âu Dương, tôi có thể giúp gì được hay không? Tạm thời bây giờ chắc là con giúp không được gì. Thanh Thu, đây là thi tập cho tôi viết, cầm về đi. Cảm ơn thầy Âu Dương. Thời gian này chúng tôi mỗi ngày đều có ở đây. Cô qua đây nha. Được. Tiểu Linh, Tiểu Linh, cô đã về hả? Tiểu Linh, cô đã bỏ đi đâu vậy? Tiểu Linh, đại tẩu, tại sao nằm mơ lại nghĩ tới Tiểu Linh? Không phải, vừa rồi em thấy. Gần đây chị vẫn mơ thấy cổ. Lúc mà cổ bên cạnh chị không cảm thấy. Nhưng khi cổ bỏ đi, luôn cả người để nói chuyện với chị cũng không có. Đại tẩu, đại ca về chưa? Chị cũng muốn hỏi em kìa. Các người hôm qua ra ngoài đánh bài, không có đại ca ở trong đó sao? Không có, không có. Em ra ngoài nói chuyện với bạn bè, sau đó chơi bài chút thôi. Mấy người đánh bài ở đâu? Chơi ở nhà của Lưu Bảo Thiện. Ờ, chị biết rồi. Đó là một tiểu câu lạc bộ của các người có phải không? Cứ mãi tới đó không có tốt đâu. Em thường hay tới đó hả? Đâu có. Nhưng cách một hai ngày thì mới tới một lần. Vậy còn đại ca của em đâu? Hình như mỗi ngày đều tới. Nói như vậy, anh em các người thường xuyên đi tới đó để chơi chung. Tại sao hắn cưới được một đại tẩu mới, luôn cả một tiếng em cũng không nói? Cái gì? Có chuyện này sao? Cả em cũng không biết. Ai nói vậy? Tại sao Giang Dữ học tánh xấu như vậy? Đại tẩu tôi có chỗ nào không tốt với em? Tại sao cứ học theo họ cứ nói gạt đại tẩu? Đại tẩu à, em thì không biết chuyện gì mà. Hơn nữa, nếu thật sự có chuyện này, cái miệng của em nhanh vậy, đại ca làm sao mà nói cho em biết? Dù cho em không biết, nhưng em có nghe đại khái người ta nói. Nghe cái gì? Đại tẩu nghe nói người đàn bà này, cô ta 20 mấy tuổi, dáng vẻ không có đẹp lắm, là người tôi trao có đúng không? Cái tin này hả? Em lại càng không biết. Mặc kệ cổ là người Duyên Châu hay là Tô Châu. Đại tẩu, nếu chị muốn biết, em giúp chị đi hỏi thăm, để tránh lần sau chị hỏi em không giống như hỏi người mù. Cái cậu bé này tại sao phá phách quá vậy? Một chút chuyện cũng không biết nói ra. Nếu em đã muốn đi nghe ngóng, vậy đại tẩu xin nhờ giả em, tới bây giờ mới trả lời cho chị.
Em đâu có biết. Có thể là trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ, cũng có thể tới 2-30 ngày sau. Tin tức là ở trong miệng người ta mà. Chừng nào anh muốn nói cho em biết thì tự anh nói. Em đâu có thể quyết định được. Không cần em phải nói như lời nói trôi trụi như vậy. Thà rằng không hỏi thăm giùm chị là được rồi. Nhưng mà chị vẫn nhờ em một việc. Bây giờ mới theo kênh Trần đại ca, em nói với ảnh, kêu ảnh về nhà đưa đại tẩu đi bệnh viện khám bệnh. Ừ. Nếu ảnh không chịu về nhà, đại tẩu tự mình đi kiếm bác sĩ. Nếu mà chị đi khám bệnh sai thì đó sẽ xảy ra thiên mạng quan thiên. Đại tẩu à, sao chị Kim nói láo chứ? Nếu đại ca thật sự về đây, nhìn thấy chị có thể đứng nói chuyện tươi cười hay là đang gây gỗ, không giống như đang bị bệnh, anh sẽ tức giận lắm. Bọn em là tiểu lão gia nho nhỏ, làm sao em biết được bệnh hay không? Em chỉ đi nói với anh như vậy là được rồi. Anh có về đây hay không, không cần em lo. Nè, đại tẩu, không lẽ muốn kêu đại ca về phải phí nhiều sức vậy sao? Chị hôm qua anh có về đây mà. Đã hơn một tuần lễ đại tẩu không nhìn thấy ảnh. Chị hôm qua anh ta về đây hồi nào? Sự thật hôm qua anh có về, có thể đi qua nhà của mẹ, cho nên không về nhà chị. Nè, em đừng nghĩ cách giùm chị. Chị nói với Ngỡ ở bên đó, đại ca mà về tới thì lập tức báo với chị, rồi chị chạy qua bển, vậy lại gặp được ảnh. Chị Giang xin em giúp đỡ cho chị chút chuyện này, thì em lại từ chối này nọ. Mai mốt em đừng có hòng đại tẩu giúp em bất cứ chuyện gì. Em đừng mong mỏi như vậy nữa. Ê, đại tẩu à, đây là chuyện giữa hai người mà. Nếu như bên chị thì em có tội với đại ca, còn không bên chị là có tội với chị, cho nên mới nói làm người chị là khó khăn. Chị rất thông cảm với em và đại ca, hai người là tình thủ túc. Nhưng mà ai có lý thì em không nên giúp cho người đó. Chị đây không phải không để cho ông cưới vợ nhỏ. Chỉ cần ông cưới một người vợ về xinh đẹp một chút, chứ không phải cần lấy xe ngựa để ra ngoài hốt về. Chị đây cũng không dám nói một tiếng nào cả. Nhưng bây giờ anh đang giấu giếm chị, giấu giếm luôn cha mẹ, luôn cả huynh đệ các người cũng che giấu chị. Ảnh ở bên ngoài là một gia đình khác. Em kêu chị phải tính sao đây? Nói một câu không biết trên dưới, chúng tôi hồi kiếp trước không phải đã có hai người dị đương hay sao? Nhưng mà mẫu thân đối với dị nương này lại có thái độ như thế nào? Bà chỉ theo quy tắc của người lớn mà truyền xuống đây. Chị còn có thể nói gì đây? Dù, thằng má. Ây da, Tắc thiếu gia. Ây da, thiệt xin lỗi. Họ đâu rồi? Họ không có ở nhà. Họ đi đâu vậy? Nghe nói đi ra chợ để coi cổ đèn. Cổ đòi thái thái phải đi với cổ. Tắc thiếu gia, đã mấy ngày rồi cậu không có qua đây. Tại vì bận dọn thi xã, sau khi cho họ mướn lại đông người quá cho nên không có đi. Nói tới vụ thi xã, tôi nghe nói là kế bên đang quậy cái chuyện học sinh hoạt động gì đó. Học sinh? Vận động học sinh hả? Tôi còn nghe nói có Lục tiểu thơ của nhà Thích thiếu gia nữa. Thì không, để tôi đi coi thử. Đi tới đây. Mẹ, để con qua để coi thử. Hả? Nè con à, phải cẩn thận. Chủ quyền không được mất. Các đồng bào, chủ quyền Trung Quốc đã sắp bị phá hoại. Quốc gia của mình đã sắp bị diệt vong. Lãnh thổ Trung Quốc tuyệt đối không thể để cho họ chạy đạp. Trả Trung Quốc lại. Trả Trung Quốc lại. Trả Trung Quốc lại. Bác à, bác cũng tới đây coi nữa hả? Đâu có đâu, nghe Thu Nhi nói ngoài này có treo lồng đèn. Tôi ra coi, không có ngờ đám học sinh biểu tình. Bây giờ cổ đâu rồi? Không biết đâu. Hồi nãy nó ra này, bây giờ nó đã đi đâu rồi? Cháu đi kiếm nó đi. Vậy hả? Để cho kiếm giùm bác nha. Cháu kiếm nó về nha, nhớ kiếm nó về. Các đồng bào, chủ quyền Trung Quốc của mình đã bị người ta phá hoại. Nhà quốc gia của mình sắp sẽ bị diệt vong. Các đồng bào, đầu không thể đứt, nếu không máu sẽ có thể chảy. Chủ quyền không thể mất. Các đồng bào hãy đứng lên, gia nhập vào đội ngũ chúng tôi đi. Đã đáo liệt cường,
Bảo vệ chủ quyền! Bảo vệ chủ quyền! Trả Trung Quốc lại! 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 Đã đảo Liệt Cường! 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 Đã đảo Liệt Thỉnh nguyện chính phủ cái gì chứ? Chị biết đặt cái gì hay không? Ai là chính phủ là ba của mình đó. Chị muốn chống đối với ba mình hả? Chị chống đối chính phủ chứ không phải với cha đâu. Sao chị kích động vậy chứ? Chị theo đám hạo nhiên có phải không? Đồ cờ, về nhà nói chuyện với em. Đã đảo Liệt Cường, đã Trung Quốc lại. Đã đảo Liệt Cường, đã Trung Quốc lại. Đã đảo Liệt Cường, đã Trung Quốc lại. Alo, chào bác gái, cô Liễn Tây. Thanh Thu đã về chưa? Vẫn chưa thấy. Cậu có tìm được cổ không? Đông người quá con không kiếm được. Chuyện này của vậy, bác kêu cổ gọi lại cho con. Giờ nói là lát nữa con qua thăm cổ. Tạm biệt. Chuyện này chúng ta có thể tiếp tục làm việc. Nè, tất cả chúng ta hôm nay quá cực khổ rồi. Hết nước rồi. Thanh Thu, có nước nè. Cảm ơn. Ê, sao cô biết chúng tôi về đây rồi? Tôi đi ra ngoài với mẹ của tôi, nhìn thấy các người đang du hành ngoài đường, muốn tới để nghe bài diễn thuyết tinh xảo của thầy Âu Dương. Vì ngày mai có cùng nhau đi tham gia đi. Mẹ của tôi không chịu. Cảm ơn cuốn sách của thầy. Đã xem hết chưa? Dạ xem rồi. Thật sự khiến cho tôi mở to cặp mắt ra, cổ võ trăm lần. Nếu cô thích, ở chỗ này có nhiều sách lắm. Để tôi giúp cô chọn nha. Các người đang bận quá, hay là hôm khác tôi tới? Vậy được. Bảo Thiện, ngồi đi. Có chuyện gì? Nè, hôm nay có một cơ hội tốt, anh đừng có bỏ qua đấy nha. Tối đêm nay, ông lão đại các người đãi khách ở trong tiệc công quán. Những người tham dự sẽ được chiêu đãi. Nè, tôi đề nghị anh đi một chuyến. Bây giờ đã 4 giờ rồi, anh có thể đi được? Tôi không đi, tối nay tôi đã có hẹn. Hơn nữa ngoài đường có rất nhiều học sinh du hành, đều có thể lái xe đi được. Ê, học sinh du hành đã tan hết rồi, đi đi. Không lẽ anh còn chưa hiểu? Nếu tôi đi, sẽ có nhiều việc bất tiện lắm. Ê, chúng ta vì có nhiều việc bất tiện cho nên tới mới mời anh đi đó. Ê, tôi hiểu rồi. Có phải anh làm theo lời của đại ca nhất định phải kéo tôi đi không? Coi nhìn đoán đúng rồi đó. Vậy tôi càng không nên đi. Hồi nãy đại tẩu của tới kiếm tôi, cứ làm gì tôi giống như là hán gian. Anh quả thật là một thằng khờ. Thời buổi bây giờ chúng ta biết làm người thì phải làm một cách bắt diện long linh hả? Chúng ta không thể vì ai mà phải đắc tội với người khác, có đúng không? Và cũng không thể vì một người mà vì một người khác, có phải không? Ê, tôi không muốn làm bộ mặt lên lợi mà. Đi đi, chúng ta mau đi đi. Đi. Để tôi dạy cho anh. Để tôi dạy cho anh mà. Dạy cái gì chứ, tôi không đi đâu nè. Đi đại đi. Bảo Thiện. Hả? Đây là nhà của ai? Đây là nhà của Tôn Đại Tẩu. Anh hại tôi rồi. Đi về. Ê, chúng ta lỡ tới rồi, làm gì cũng phải vào trong á gặp bà anh chút. Anh muốn hại tôi chết phải không? Cũng phải là mời khách thế cho người ta không đi. Thiệt là bán vé mà. Bán vé thì bán vé chứ. Nè nè nè, đừng có tức giận nữa. À nè, đi 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 đi. Ủa, đại ca chị hồ đồ. Phô trương như vậy, nếu bị Nhi ca biết được họ tức giận lắm. Căn nhà này đâu có nhỏ, mà là một căn nhà lầu.
Anh đùa giỡn quá đường đột rồi đó. Cô ta là một người không biết nói những lời khách sáo. Cô thất để khi gặp mặt người quen, nói chuyện rất có lý. Ngồi đi. Khi gặp người lạ cũng giống như cô nương vậy. Nhưng má không biết phải nói tốt hơn cái gì. Ngồi đi. Mời Thất thiếu gia. Thất gia mời dùng trà. Cảm ơn. Chúng ta đã là người một nhà thì đừng khách sáo mà. Dù sao đi nữa, chỗ này cũng coi như là nhà của tôi. Ê, huynh đệ hai người thì là giống nhau quá. Em đó, lại nói bậy rồi. Chúng ta là huynh đệ với nhau, chả lẽ không giống nhau. Anh nói như vậy cũng không có đúng lắm. Có rất nhiều người giữa huynh đệ với nhau không có giống nhau chút nào. Ai da, từng này nãy à, bà quả thật là không đơn giản nữa. Tới đây chưa bao lâu thì đã học hỏi được biết căn văn nuốt chữ rồi. Nè, bà coi kìa, giữa hai chữ với nhau đã biết cách dùng rồi. Đây không thể nói là đại gia chúng tôi đã biết cách dẫn dắt hay sao? Có phải không vậy? Hai chữ chính giữa này lẽ ra cũng bình thường, chứ không phải là cái gì văn từ cắn nuốt. Chính giữa hai chữ này rất là bình thường, nhưng mà nghiên cứu ra cũng có thể nào nói là đại tẩu lục tranh thượng du. Một bài như vậy toàn báo có ai biết đâu. Được tiên sinh. Hả? Con người của ông rất tốt, nhưng mà chỉ có cái miệng không tốt, thường hay tính nói bậy thôi. Tôi đang đề cử bà mà, tại sao lại mắng tôi? Đại tẩu. Đỡ bụng quá đi. Hay giờ anh coi tôi lại quên mất rồi, có ông không đỡ bụng hay sao? Đi, mình đi ăn cơm. Đi. Alo, tôi là Kim Miến Tây. Làm ơn, ở Tống tiên sinh, tôi muốn tìm ông. Bên đại ca của tôi có một buổi họp mặt, muốn mời ông qua bên này. À, được, tôi nhất định sẽ tới liền hả? Cho hỏi thăm Thanh Thu có nhà không vậy? Hả? Cái gì? Thanh Thu à? Ông vẫn còn nhớ tới cổ hả? Cô đã về nhà rồi, nhưng mà bây giờ lại đi nữa rồi. Ông có biết cô đi đâu không? Có nghe mẹ cô nói là cô đi qua bên thị xã chơi một chút. Cái gì? Kêu cô ta cũng đi chung qua bên đó hả? Thôi bỏ đi. Chuyện của các ông đừng để cho cô ta chen vào. Ông yên tâm đi. Tôi sẽ tới liền. Tới liền hả? Được. Thiệt tình. Kính bồi mạc tọa, xin lỗi đã tới trễ. Tống tiên sinh, mời ngồi. Mời ngồi. Ông cũng ngồi đi. Hôm nay ở ngoài đường ông có nhìn thấy cái đám học sinh đó du hòa này không? Thấy rồi. Lai lịch của họ không có nhỏ đâu. Trước tiên là thỉnh nguyện với chính phủ. Nè, phụ thân của ông phải ra mặt giải thích đó. Tôi có nghe nói tỷ tỷ của ông cổ là một nhân vật lãnh đầu đó nghe. Không thể nào. Hả? Tôi nhìn thấy rồi. Ra hệ thống gì đi. Phụ thân ông có biết gì chưa? Hôm nay mọi người đang vui vẻ, đừng có nhắc tới chuyện này. Đúng, phải đó. Hôm nay chúng ta đừng có nói chuyện chính trị nữa ha. Chúng ta vì chuyện tốt có Kim Yến Tây mà cạn ly. Nè, mời cạn ly. Cạn. Ê, là chuyện tốt gì? Hãy nói ra cho chúng tôi nghe thử đi. Các ông xem, đã tới đúng lúc rồi đó. Đây thật là người hiện nay thường nói là hoàng kim thời đại. Hả? Nè, hai người đã định được chưa? Sau đây, với câu này của Tống tiên sinh, có phải là Tống tiên sinh muốn uống tô canh dưa tây của tôi hay không vậy? Nói cái lời này thì anh đáng bị đánh đó. Chuyện gì? Cái bọn nhân vật mới này của mấy ông đã đuổi theo kịp năm thời đại của cái lương này, đúng vào lúc chuyện phong lưu xinh đẹp của tài tử giai nhân đó. Giả lại bây giờ là một chuyện đính hôn ở quang minh chánh đại, không cần phải nửa đêm canh ba đi tới hậu hoa viên cái gì đó, có phải không? Anh kêu tôi phải làm mai cho anh, có phải là muốn quan ức cho con lão đầu này hay không? Làm gì có. Muốn uống tô canh dưa tây này thì đặt cho những người mai mối theo cách thức của ngày xưa đi. Còn bây giờ coi như là người giới thiệu phương thức mới để kết hôn, họ cũng có thể uống tô canh dưa đó mà, có đúng hay không? Mọi người nghĩ sao? Hay lắm. Lời nói này rất là hữu lý đó nha. Nhưng mà lẽ ra tôi đã là người xe chỉ tơ duyên cho hai người rồi. Cho nên ly rượu này tôi kính tiên sinh coi như là định tiền, để khi nào chuyện thành công tôi sẽ hậu tạ ông. Được, vậy thì tôi xin nhận số tiền đặt cọc trước nha. Tất cả cạn ly đi. Thì cạn ly.
Đã quậy hết nửa ngày rồi, người đó cuối cùng lại đi. Đó là đứa cháu gái ruột của tôi đó. Hả? Thì là cháu gái của ông hả? Như vậy là càng thân thích hơn. Nè, tôi kính ông thêm một ly nữa nha. Được. Uống thêm đi. Được, tân nãy kính rượu. Tôi đây nhất là sẽ uống hết. Rượu do tiên sinh cùng nữ vì quân tử nhu. Nữ học sinh là tôi đây đã sanh thọ lễ rồi. Tống tiên sinh, hai câu nói này không có được đâu. Thi từ có hai câu nói này lẽ ra ở trong mẫu đường đình. Như vậy Tống tiên sinh có phải trở thành ở trong Trần Tuyệt Lương rồi sao? Vậy cũng không sao. Bây giờ tôi mặc dù không có Tuyệt Lương thì cũng đã tới đây rồi. Đi vào thời đại mua rượu cổ điển. Tống tiên sinh, nè, tôi kính ông thêm một ly nữa. Uống thêm rồi uống nữa nha. Được. Hảo tủ lượng, nè, tôi đi nữa. Phong cử Thế Huỳnh, ngày hôm nay là một thế giới của các người. Nhớ năm xưa khi tôi mới vừa bắt đầu vào kinh thành này, cũng là thiếu niên giáp hòa, một đám các anh công tử. Từ sáng tới tối, tất cả đều làm những cái chuyện đó. Đó là phong lưu và thi tử. Còn vui vẻ hơn là các ông bây giờ nữa, có phải không vậy? Nhưng không ngờ trong chớp mắt, thanh xuân thiếu niên đã trở thành tóc bạc suy yếu rồi. Hôm nay đã được ở bốn hội thi tủ này, không tránh khỏi là một nhân vật phế thải đối với một người thiếu niên. Thật là thương cảm quá đi. Sự thật không phải như vậy đâu. Ai cũng đều có qua một thời gian thiếu niên, cho nên không có lạ gì cả. Nói thí dụ như theo lời nói cái Tống tiên sinh lúc nãy, hồi thiếu niên cô đã sinh hoạt vui vẻ hết nửa cuộc đời rồi. Bây giờ tôi đã già yếu, ông cùng ở chung với cái đám trẻ chúng tôi đi, coi như là được sống vui hơn hai phần cuộc đời rồi, có phải hay không? Nói rất hay, nói hay lắm. Thiệt đó nha, nhìn Tống tiên sinh đâu có giống người 50 tuổi chứ. Hôm nay cùng với các vị ở đây, tôi đây là lão phù khanh để mà vui đùa với các thanh niên hả? Được lắm. Mời. Có phải là đại gia dạy bà nói như vậy hay không? Kêu bà nói mà không nhìn thấy hắn, bà làm gì là che chở cho ổng? Đại thiếu nãy, tôi đích thực không có tìm thấy đại thiếu gia. Nghe bọn Đức Hải họ nói mới vừa lái xe tiễn đại thiếu gia đi ra ngoài, không biết đã đi đâu. Họ nói họ không biết, nói rằng khi tới trước cửa hàng rào sắt đó đã ngừng xe lại. Trước cửa hàng rào sắt? Dạ đúng, đại thiếu gia cùng với mấy người bạn của ông đi vòng vòng không biết nữa. Nói như vậy là tôi quan ức bà rồi. Không phải, đại thiếu nãy à, tôi không phải là ý này. Được rồi, tôi biết rồi. Thức đệ à, sự việc vô hành ngày hôm nay, trước hết đừng có kinh động phụ thân. Nè, uống trà. Cảm ơn. Thức đệ đệ. Tôi nói cho chú biết, chút nữa khi mà chú trở về nhà, đừng có nói nhiều nha. Tôi đây lẽ ra là muốn ở bên ngoài thì không có quy tắc gì đâu. Chờ đại gia thương lượng xong với lão gia thái thái rồi thì sau đó tôi mới về, có được không? Trong khoảng thời gian này chú cứ tự nhiên qua đây chơi, nhưng mà khi về thì đừng có nhắc tới chữ nào. Tôi thì không có sao. Nếu như mà lỡ quậy ra chuyện gì, tôi không hở môi ra là được rồi. Chỉ là đại gia, ổng đã bị nhiều phiền phức lắm rồi. Lời nói này rất có lý. Thật ra nhất định hãy giữ bí mật này, nếu không thì sẽ quậy ra chuyện xung đột, không có ích lợi gì với mọi người đâu. Hả? Nếu hôm nay không phải Lưu Bảo Thiện kéo tôi tới đây, tôi làm sao mà kiếm được chỗ này? Với lại tính của tôi xưa nay không thích xen vào chuyện người khác. Cô chú kìa, tôi không có nói là Thức Đệ thích xen chuyện người khác đâu. Tôi chỉ sợ Thức Đệ về tới nhà lỡ không cẩn thận hé môi ra nói là tối nay Thức Đệ tới đây ăn cơm, về bển lỡ như mà đại tẩu nghe được và hỏi tới thì Thức Đệ phải tính sao đây? Thức Đệ đã nói rồi, hay là không nói thì tốt hơn? Có phải là Thức Đệ nói xin lỗi với đại tẩu của Thức Đệ, nếu nói ra thì lại có lỗi với đại ca? Coi kìa, tôi nói vậy có đúng hay không?
Tôi đã có nói rồi, tôi không thích xen vào chuyện người ta. Cho nên dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không học lại đâu. À, vậy thì tốt lắm. Tức đệ, bây giờ chỉ có mình tôi ở nhà rất buồn chán. Nếu mà tức đệ rảnh thì thường xuyên qua đây nói chuyện đi. Tốt nhất có thể kêu thêm vài người bạn, chúng ta cùng đánh bài. Em luôn nghĩ tới cái chuyện Chu Toàn, kêu người ta suốt ngày đánh bài với em hay sao? Đừng có tưởng người ta giống như em vậy, suốt ngày rảnh rỗi. Hay à, em đâu phải kêu hắn mỗi ngày tới đây đâu, chỉ nói là khi nào rảnh rỗi thì tới thôi. Anh chưa có hiểu rõ ý của em. Yên tâm đi, đại ca ở bên ngoài thật ra quá tốn tiền. Hay là kêu ổng đem người đó dọn về đây cùng ở chung đi. Chuyện này tôi làm không được. Gia đình của chúng ta là như thế nào? Đem cái bà tổ tỷ đó dọn về đây ở chung, như vậy đã làm bà ngoại môn phong của chúng ta rồi. Gián đã đóng tàu rồi, đại tổ còn muốn tính gì nữa? Tự nhiên tôi có phương pháp. Nếu muốn tôi sẽ đi, hay là bả đi, trong hai người hắn phải chọn một. Lời nói này chị nói không đúng. Với tư cách thân phận của chị, làm sao có thể đi tranh đấu với người ta? Để em đi nói chuyện với bạn Chấn một chút, kêu ổng viết cho đại ca lá thư, gọi đại ca về nhà được rồi. Kêu bạn Chấn đi nói hả? E rằng không kết quả gì đâu. Nói thật, bọn họ đều là cùng một bè lũ. Cũng tại vì bọn họ cùng chung một đường, chúng ta có chuyện mới có thể nhờ ổng đi nói giùm. Bạn Chấn con người này thấy đâu nói đó, thấy ma thì nói ma. Nếu mà có tình có lý tôi đi nói với ổng, thì ổng sẽ không có quậy phá nữa đâu. Nhất định sẽ làm theo ý của chúng ta, ổng sẽ thương lượng với đại ca. Nếu nói như vậy, chúng ta làm thử xem. Nhưng mà phải nên nói thế nào đây? Ê, chuyện này chị đừng lo, em tự có cách của em. Nói thì nói vậy, đừng có nói với tôi là được rồi. Xem ra đại tẩu thông minh. Chị nghĩ coi, ngoài trừ cái chuyện này thì đâu còn cách nào kiềm chế được. Tôi đây không khách sáo, nói thẳng với ổng sẽ nói là chị tức quá cực độ phải đi tới bệnh viện để phá thai. Khi mà anh nghe được cái tin này thì không thể nào không có trở về để hòa giải với chị. Không không không, tôi từ đó không dùng thủ đoạn như vậy. Như vậy cũng đâu có sao, ổng kiềm chế chị thì chị cũng có thể kiềm lại ổng. Đây gọi là tung bàn đấu trí, chiến thắng tuyệt diệu. Bây giờ em sẽ đi nói với hắn, bảo đảm mai mốt sẽ có kết quả. Khoan đã, chờ chút. Cô đừng có đi nói bậy. Cô nói ra tôi đây không có thừa nhận đâu. Chính vì muốn chị không có thừa nhận, chị càng không có thừa nhận thì hiển nhiên những lời của chúng tôi đồn ra là thật rồi. Còn nếu như chị thừa nhận, ngược lại cũng như chúng ta liên hợp với nhau để hù cho hắn sợ thôi. Bất luận thế nào tôi không muốn để cho cô nói. Chị đừng có xen vào, cứ giao tôi đi. Nè,